Lạy Chúa, tôi là một sĩ quan Lê Dương đã chỉ huy đội hành quyết. Tôi đã ra lệnh bắn vào một cô gái trẻ. Tôi là kẻ có tội, xin Chúa tha tội. Không, không, tôi chỉ làm theo lệnh của chỉ huy tôi. Thật tình, tôi không muốn bắn vào cô gái đó. Tôi không có tội. Tôi không có tội. Cô Sáu, tôi không có tội. Thưa thiếu quý, chuyện gì vậy? Thưa ông thiếu quý, ông chủ Sài Gòn mời ông về dự tiệc. Không, ta không dự bữa tiệc đó. Bộ ông bệnh sao? Không, luật pháp sẽ thất bại khi giết một con nhỏ ở tuổi đó. Thưa thiếu quý, ông nên về đi. Sóng lớn quá, dường như trời sắp có bão. Thưa thiếu quý, mày về đi. Chào thiếu quý. Thank you.
Tôi đến Côn Đảo để viếng thăm mộ Võ Thị Sáu, người nữ anh hùng đã là đồng đội của tôi một thời chiến đấu trên quê hương Long Đất. Cùng một chuyến đi có ông Thịnh, trước kia là cơ sở trên đảo Tù, đã chứng kiến ngày cuối cùng khi kẻ thù đưa Sáu ra đảo để xử bắn. Con gái của ông nay đã là một nhà soạn nhạc, tốt nghiệp ở nước ngoài, trở về đảo cũ. Có một người Pháp tên là Henry, trước kia trong đội Lê Dương, đã chỉ huy cuộc hành quyết. Tàu sắp cập bến, cuộc đời của Sáu như một huyền thoại bỗng tái hiện trong tôi từ một thuở ban đầu. Bà, mùa rẫy vừa rồi heo rừng phá quá, không còn gì để ăn. Anh em đang bệnh, thuốc men thiếu dữ lắm. Được rồi, má mày cũng đã chuẩn bị, nhưng mà việc chuyển đồ ra căn cứ đang gặp khó khăn, tụi đi kiểm soát gắt lắm. Nhưng ba phải cẩn thận, hai con đã đi hoạt động, thế nào tụi nó cũng theo dõi nhà mình à. Ba, ở nhà ba coi chừng thằng Cai Tổng Tòng á, thằng đó ác ôn lắm đó. Tao có cách đối phó. Hai đứa tụi con ở trển cứ lo cho ba má với con Sáu ở nhà hoài à, không biết làm sao nữa. Bây giờ con có công chuyện, thằng Năm đang đợi con ở ngoài, chừng nào ba đi tiếp tế nhớ báo cho con ra đón. Đi nhớ cẩn thận, tụi lính đi tuần đó. Ba, con đi. Chừng tụi nó đông lắm, cẩn thận. Lại đây. Tụi nó đi rồi. Anh đem sắp trường đơn này ra đường rải đi, để đem dán cho.
Dừng lại. Dừng lại bác. Em ơi, cho chị hỏi nhà ông Ba Sáng Đất Đỏ ở đâu? Chị cứ đến ngã ba kia hỏi thăm nha. Cảm ơn em nha. Thôi đi bác. Hồi đêm dì có nghe tiếng súng nổ không? Mấy anh về đó. Truyền đơn dán đầy chợ, còn có lượm được một tờ. Mấy cái chuyện đó tao sợ lắm, mày còn đem về đây làm gì? Thôi thôi, mày cất đi. Tụi nó mà thấy được thì bắt tao lên bót bây giờ. Đưa tao, tao truyền cho bà con coi, sợ gì tụi nó. Dạ, đây nè. Sao à, có rượu bún này ngon lắm, đem về cho má đi con. Dạ, cảm ơn dì. Đi đi con. Con đi nha. Ai dán tờ truyền đơn này? Đâu biết. Bữa qua anh Năm về đó. Hèn chi lúc súng nổ chị run quá. Chị nghĩ là mấy ảnh về. Mấy ảnh về đã truyền đơn. Kỳ này Sáu sẽ lên căn cứ tiếp tế. Hả? Thiệt đó mà. Ủa, chị không tin Sáu đi được sao? Trời ơi, làm sao mà Sáu đi được? Mấy ảnh nó tuốt trong rừng sâu, xa lắm. Sáu phải đem đồ ăn, đem thuốc cho mấy ảnh. Chị Chí cứ gửi gì cho anh Năm thì lo sẵn đi. Sáu cứ ghẹo chị hoài. Thôi chị đi bán nha. Sửa soạn gói thuốc rê đó. Ai? Ai dán tờ truyền đơn này? Ai? Được rồi, tao sẽ tìm ra thủ phạm. Bắt được đứa nào dán truyền đơn, tao bắn bỏ. Về tụi bay. Dạ. Chị hai là tôi đây có thiếu giá đấy. Chị hai, chị giá nữa. Sao, nhậu chưa? Thứ phá làng phá sớm. Làm uống mất ngon rồi. Bà cho mỗi đứa một tô, gấp đôi. Bún bò phải có ớt ăn miếng ngon. Chị Bảy à, lâu ngày xuống chợ ghé đây tôi hỏi thăm thức coi. Chị Hai, đi đâu từ sáng đến giờ? Đúng rồi. Ra chợ lo hôm nào. Bà Năm, ba tụi tôi hả? Ớt gì mà cái xe vậy mà sao mà ăn? Các chú biểu bún gấp đôi, thịt gấp đôi thì ớt cũng phải gấp đôi chứ. Bà cho tôi thêm miếng ớt. Ớt mẹ ăn không được thì để cho tao. Tại mấy chú không biết ăn thôi, chứ mấy chú thấy chú này ăn ngon như vậy đó. Nó là có công cưỡng. Cưỡng nó không ăn gạo, nó sống bằng ớt đó, bà biết chưa? Mày nói gì? Nói lại tao nghe. Thôi thôi thôi, mấy chú để cho tôi buôn bán mà. Mày muốn cái lộn hả? Không ăn nữa. Sáu, mày làm gì dưới đó? Mày làm gì? Dạ, con có làm gì đâu má. Hồi nãy tao thấy mày lấy trái lựu đạn của mấy thằng lính. Để đâu rồi? Con giấu dưới hầm. Bộ mày muốn giết má hay sao? Lựu đạn mà mày để dưới đầu giường, nó nổ một cái là banh cái nhà này. Lấy lên đây. Dạ. Giấu ngay đi, ổng về rồi đó.
với bà cho con đi tiếp tế đi. Con đem trái lựu đạn này vô cho mấy ảnh. Thôi để tao. Ông nghĩ sao về chuyện tiếp tế cho mấy đứa nhỏ vậy? Tụi nó đang đói, tôi xót ruột lắm. Tụi nó đang theo dõi tôi, phải kiếm một người khác. Còn sao, nó đang muốn lên thăm hai anh của nó. Hồng ấy, ông để nó đi. Hai đứa con trai tôi đã gửi cho cách mạng rồi. Còn mấy đứa con gái tôi không cho đi đâu hết. Còn Sáu, nó còn lo việc nhà, không cho đi. Nếu con Sáu nó không đi, ông định kiếm ai bây giờ? Ông tính lại đi, tôi thấy được mà. Ê, Năm Hợi. Dạ, chào ông Tổng. Chở tao ra tỉnh mày. Dạ, phiền ông Tổng đi xe khác. Xe của tôi khách đã dặn rồi. Khách nào cũng không bằng cai tổng xứ này. Tao đi đây là việc quốc gia đại sự. Chuyện lớn vậy sao quan tây không đưa xe đón ông Tổng? Mày không muốn chở tao đi không? Nhưng mà mày nên nhớ là mày có hai thằng con theo Việt Minh đó nghe không? Dạ, tụi nó lớn rồi, việc nó làm nó chịu. Còn tôi dân xe ngựa, khách nào cũng vậy. Anh ta dặn tôi phải chờ. Mày là thằng đánh xe, nhưng mà là cha Việt Minh. Mày coi chừng tao á. Không được đánh ba tôi. Mày là con nít ranh, cha mày không biết vậy mày hả? Không thèm đi xe của mày. Năm Hợi, coi chừng tao. Cho tôi thuốc, cho tôi thuốc. Y tá đâu? Hết thuốc rồi, Năm Hợi, giữ chặt giùm em. Ngồi dừng thuốc. Anh ráng chịu đựng chút nữa đi. Đất đỏ đi. Muốn cho tôi chết ở đây hả? Đưa tôi về đi. Thuốc đâu? Chú Tám, anh sớm, anh sốt nặng lắm mà không có thuốc, anh chửi cháu hoài à. Cháu đừng buồn thời sớm, nó mệt quá mà. Chú đã liên lạc với đất đỏ, chiều nay sẽ có tiếp tế, sẽ có thuốc men cho anh em. Năm à? Dạ. Chiều nay ra bờ suối đón hàng tiếp tế. À, thôi phải rồi, để cháu sẽ gặp liên lạc hỏi coi ai đã dán tờ truyền đơn của cháu đêm hôm đó. Ráng đi, chiều nay sẽ có thuốc cho em. Con đi cẩn thận. Tới bến đò sẽ có liên lạc đưa con qua sông, băng qua một cánh rừng, tới một con suối sẽ tới căn cứ. Chỗ này đẹp quá, chắc là nhà mình dọn về đây hả ba? Ba cũng tính vậy. Con đi đi. Ba về đi. Thank you.
đừng qua đó, sâu lắm. Trà thuốc bánh kẹo nhiều quá. Tối nay liên quan được rồi đó. Tụi mình hát đi đêm đó. Đêm nay chúng ta liên quan để tỏ lòng biết ơn bà con ở đất đỏ đã gửi đồ tiếp tế cho chúng ta. Chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần của em Sáu, một em bé 15 tuổi đã vượt rừng vượt núi để đem đồ tiếp tế đến cho chúng ta. Mày thấy em ta giỏi không? Giỏi chứ. Dường như em đã gặp chị ở đâu rồi thì phải. Ở đất đỏ, bữa chị ở Sài Gòn xuống, chị hỏi thăm em đường á. Em nhớ rồi, chị ở tận Sài Gòn mà được vô chiến khu, em ở ngay đây mà mấy chú không cho. Chắc tại em còn nhỏ quá. Con nít mà đặt lập công chuyện người lớn. Những chuyện gì anh làm được em cũng làm được. Bữa đó anh dán truyền đơn ngoài chợ, em cũng dán truyền đơn ngoài chợ. À, té ra là mày, để tay đi mấy chú Tám. Ê, hát đi chứ, ngồi đó ngủ gục quá. Chú Tám, trước chú cháu mình cứ tưởng là cơ sở bí mật ở đất đỏ, té ra con Sáu nó phá cháu. Con Sáu nó giỏi thiệt, có ngày chú sẽ giao công việc cho nó. Phía trước là làng chài, làng đỡ đầu của đơn vị chú. Cháu đến đó sẽ có liên lạc đưa cháu về đất đỏ. Chừng nào đuổi hết bận tay, các chú kéo về đất đỏ thì vui lắm. Chúng ta sẽ tiến về Sài Gòn. Ngày độc lập, cháu thích làm nghề gì? Sáu thích đi học. Bây giờ Sáu mới biết đọc, biết viết nhưng chưa rành. Chúng ta là người nghèo, đâu có được học hành gì. Nhờ đi theo cách mạng nên chú hiểu được đôi chút. Thôi cháu về đi. Sao chỉ muốn ở lại với các chú, các anh thôi? Chú đã hứa, chừng nào cháu lớn, chú cho theo các chú, các anh. Thôi, cháu về đi. Nè, nhớ cho chú gửi lời thăm bà con ở đất đỏ nha Sao. Sáu về trước nghe chú. Đôi mắt nào như đôi mắt ấy, như con chim nhỏ chiêu chích trên cành. Đôi mắt nào như đôi mắt ấy, long lanh vì sao, sót lại sao bình minh. Đôi mắt nào như đôi mắt ấy, như con chim nhỏ chiêu chích trên cành. Chú Tám làm thơ hả? Chú mới viết được hai câu thơ nói về em Sáu. Thơ chú Tám làm hay quá à. Chú mới tập thôi,
Sau này chú muốn viết văn để viết về chuyện của chúng ta hôm nay. Đó, cháu xem kìa, biển đẹp lắm. Văn sát chú sâu cho cá năng sạch. Không chịu khai hả mày? Em làm gì đâu? Tụi mày chịu bắn mấy đồng. Em đâu phải Việt Minh đâu. Thằng nào là Việt Minh? Tao đi biển, không phải Dược Minh. Bắn bắn bắn. Tỉnh chưa con? Con đã thấy tụi nó giết người. Tụi nó. Má. Sáu à, con bệnh đó mà. Tội nghiệp con. Đầu nóng sốt quá. Uống thuốc nha. Lẹ lên, cho xem giấy tờ đi. Xếp hàng một, xếp hàng một, nhanh lên, cho xem giấy tờ. Đứng nghiêm. Được cái gì? Hả? Giấy tờ đâu? Sáu ơi. Sáu, Sáu ơi Sáu. Dạ. Chuyện gì vậy chị Chí? Bọn lính cướp đồ bà con, chị sợ lắm, không dám đi bán nữa đâu. Bọn chúng quen thói phá làng phá xóm, phải cho chúng biết tay. Kìa, Sáu, em chạy đi đâu vậy Sáu? Sáu ơi, Sáu, Sáu. Rượu đế. Ê, rượu à đâm. Ê, đồng đi uống. Má mày, còn gì nữa đâu mà uống. Rượu đen, rượu đen, rượu đen. Ê, sao em ra vậy? Lên coi thử cái gì đó. Đi. Chụp đi. Thằng quê, chụp đi.
Cụ Khoai, thiệt là hết hồn. Cụ Khoai, cụ Khoai mà cũng sợ. Ê, tao thấy một con nhỏ nó chạy vô xóm, chắc là nó ném. Đuổi theo. Con nhỏ kia, nó là Diệt Minh đó, bắt lấy nó. Hai thằng bay đi, đi đường kia, tao đi đường này. Rồi. Chạy đâu vậy Sáu? Lính rượt. Sáu làm gì cả? Trời ơi. Mày đúng là Dương Minh phải không? Dám lấy củ khoai mà hù tụi tao. Coi chừng nó nghe chưa? Dạ. Trả cái gì? Cái ông làm đổ thì chè của tôi phải đền cho tôi chứ. Về má tôi quýnh tôi làm sao? Chè, chè. Bán chén, lẹ lên. Đã. Nhanh nhanh lên. Chén nữa. Còn không? Mày ăn cái gì với tà hồ đô vậy mày? Chồng tao đói quá. Ở già đang sung sướng, mày theo việc mình chi cho đói. Dạ thưa sếp, lần này là chúng ta nhất định phải là đánh úp bọn Diệt Minh. Dạ thưa sếp. Anh hãy nói kế hoạch của anh cho tôi biết. Dạ thưa sếp, tôi có thằng cháu vợ từ trong đó ra, nó sẽ chỉ điểm cho chúng ta tiêu diệt bọn Diệt Minh. Tôi đã biết chỗ ở của chúng nó, chỉ cần trung đội thôi là chúng ta sẽ diệt gọn bọn chúng. Sáu ơi, Sáu, mấy bữa nay Sáu gặp anh Ba với anh Năm không? Không. Bữa nay thì gặp một thằng đầu hàng đó. Một thằng đầu hàng à? Thằng nào gì? Thằng Sớm, ở đơn vị anh Ba với anh Năm. Chị bán chè, nó ăn cả một chục chén. Nó ở nhà cai tổng tòng, nó ở trong đó ra. Chuyện này quan trọng lắm đó. Phải báo tin ngay cho mấy ảnh mới được. Nhưng làm sao mà đi được? Nói với ba Sáu á. Ba Sáu đang bị theo dõi, không đi được. Rồi làm sao? Sáu sẽ đi. Sáu, xong bỏ gạo xuống Sáu. Rồi Sáu đi một mình sao? Ừ, Sáu đi một mình. Nhưng lỡ có chuyện gì thì lấy ai báo tin cho mấy ảnh? Chị không đi được đâu, chị sợ lắm. Điều này thằng Sớm thế nào cũng dắt tay lên căn cứ, bằng cách nào cũng phải báo tin cho mấy ảnh. Nhất định chị Chí phải đi với Sáu. Bữa nay mày phải ráng giúp tao đi tới nơi về tới chốn nghe. Trời ơi, chị làm em hết hồn à. Đi như thế này chị sợ lắm. Nhưng vì chị thương Sáu. Chứ không phải là chị thương anh Năm hả? Ừ. Thôi lẹ lên đi, trời sắp sáng rồi. Nhẹ nhẹ thôi, coi chừng ông già thức dậy. Đỏ rồi, không còn tụi lính gác nữa đâu. Mình sẽ tha hồ chạy.
mà Sáng ơi, chị vẫn thấy lo lắm. Đi như vậy chị có thích không? Ừ. Ở chợ với bà dì đi bán chè cho bà cực lắm. Bà má không cho. Em mà như chị, em lên rừng với mấy ảnh, ở trển vui lắm. Nghe nói ở rừng có nhiều thú, chị sợ lắm. Anh Năm thương chị lắm, anh ấy nhắc chị hoài à. Sắp tới nhà bác Hai, em sẽ gửi xe ngựa ở đó, rồi chị em mình đi bộ vào rừng. À, mọi chuyện là tại bà. Lần trước bà xin cho nó đi, riết nó quen rồi, bây giờ nó dám lấy cả xe ngựa của tôi nữa. Chắc là có chuyện gì hệ trọng lắm, con Sáu nó mới dám làm như vậy. Chuyện gì thì chuyện, không phải chuyện của nó. Đồ con nít. Con hư là tại mẹ mà. Bác Hai ơi. Ôi, bác Hai đem giùm xe ngựa đi về cho ba cháu. Bác nói cho ba cháu là mấy bữa nữa cháu về liền nha. Sao tụi bay đi đâu vậy? Nó đi đâu thì đi, nhưng không được lấy cái xe ngựa của tôi. Ông la lớn quá, hàng xóm người ta nghe hết. Chắc là có chuyện gì dữ lắm. Chứ con Sáu từ hồi nào tới giờ là đứa con ngoan, nó đâu phải là đứa hoang đàn. Xin ông bà tổ tiên phù hộ cho con của con là Võ Thị Sáu được bình an vô sự. Đây hoang vắng quá Sáu, chị sợ lắm Sáu ơi. Sợ gì, Sáu đã thủ sẵn trái lựu đạn đi mà. Mấy thằng lính ăn bún làm rớt trái lựu đạn này. Sáu giấu đi, định nộp cho mấy ảnh. Nhưng mà Sáu lại muốn chính tay Sáu liện vào bọn lính. Em gan lắm Sáu.
Chị nhức đầu quá. Chị vẫn còn nóng quá. Ở đây ngập nước, để sau cổng chị đi. Thành Sớm và Đất Đỏ thế nào cũng có chuyện. Chú đã cho liên lạc với cơ sở nhưng chưa có tin tức. Cứ lên tới ngọn núi này là tới căn cứ. Lên tới ngọn núi à? Ai đó? Giơ tay lên. Sao? Có liên lạc của Đất Đỏ. Ai vậy? Chú Tám, Sáu đã mệt lắm rồi đó chú. Dưới kia còn Chí bạn của Sáu nữa đó. Vậy à? Dạ. Xuống dưới đón Chí đi. Dạ. Chí. Chí. Anh Năm. Chí. Anh Năm. Anh Năm. Anh biết thế nào em cũng lên với anh. Chú Tám, bọn nó dưới kia kìa. Chú Tám, thế nào bọn nó cũng kéo qua đường này. Cháu đã nhìn thấy bọn trinh sát. Anh em, triển khai. Sớm. Dạ. Dạ, đúng đường này mà mày. Ờ, dạ thưa. Mày tính lại xem. Nếu sai đường là mày chết. Dạ đúng ạ. Ờ, đường này tôi rành lắm. Tôi tính tới đường vòng, đánh sau lưng tụi nó. Ừ, ông cứ yên tâm. Nó thuộc con đường này còn hơn là nhà của nó. Đi. Dạ. Lại lên tụi mày. Chú Tám, tụi nó đến rồi. Báo cho anh em biết, đợi tụi nó vô bãi lựu đạn mới được nổ súng. Dạ. Lọt vô ổ phục kích Việt Minh rồi. Bây giờ phải làm sao? Ừ, dạ, tôi biết đường đi về Đất Đỏ. Mẹ. Đi.
Thế nào ông Tổng? Vậy là mình đã lọt vào bẫy của Việt Minh rồi. Cái thằng dẫn đường cho mình nó là Việt Minh đó ông Tổng à. Thôi được, nó là người của tôi, để tôi xử nó. Đừng, đừng cay. Dạ trình ông Tổng, cả nhà thằng Năm Hợi trốn ở chân. Tao biết mà, đáng lẽ tao phải đi bắt nó từ lâu rồi. Tôi sẽ đi bắt nó. Xe chở đồ nhiều quá, con sợ con ngựa nhà mình kham không nổi. Có khi tụi nó đuổi theo đó. Sao mà xa vậy ông? Cậu Cai ơi! Cai! Dừng lại! Ông Cai Tổng à, chỗ này nó quan vắng lắm. Việt Minh mà nó kéo ra là mình chạy không kịp à. Mày lên xe đi, quay về. Hey! 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 Tụi nó kia kìa. Ba kìa. Anh Ba, anh Năm. Con. Bác Năm. Ba, anh Năm. Khỏe không con? Ba đó. Bữa nay tôi mời chú ra đây có chuyện cần. Nhậu luôn. Ủa, có hai người thôi sao? Tụi cháu bận quá. Thôi cháu đại diện. Kể từ hôm nay tôi mới ngủ yên giấc, chứ đất đỏ lúc nào cũng phập phồng, không biết lúc nào cái tổng tổng đem quân tới bắt. Thằng đó hồi nay như con chó điên vậy. Nó dám tuyên bố phải diệt Việt Minh như diệt cỏ vậy. Lên đây không còn buôn bán gì nữa, con Sao kể như rảnh tay, tôi muốn gửi cho các chú. Nó cứ theo xin tôi hoài. Tôi thấy nó còn nhỏ, vả lại nó là con gái nữa. Chú cứ yên tâm, con nhỏ này nó còn lanh lợi hơn hai thằng anh nó nữa. Để tôi kêu nó ra đây nói chuyện. Sao à? Sao? Dạ. À, té ra là nãy giờ mày nghe lén tổ cha mày. À, chú cứ phân công cho nó cái việc này. Nó có biệt tài nghe lén. Chúng tôi thuộc đơn vị công an xung phong huyện Long Đất, hôm nay làm lễ kết nạp cho đội viên Võ Thị Sáu. Chúng tôi xin thề với lá cờ vinh quang của Tổ quốc, hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam, tuyệt đối giữ bí mật quân sự và bí mật quốc gia. Nếu bị quân địch bắt, dù phải chịu cực hình tàn khốc đến mức nào, cũng cương quyết một lòng trung thành với Tổ quốc, thà chết chứ không bao giờ phản bội cung khai. Xin thề! Xin thề! Thank you.
Ê, con nhỏ bán gì vậy? Dạ tiệm gì anh? Bán gì vậy anh? Trời chú ơi, chú ơi, em dễ thương quá ha. Nè, cầm lấy. Sáu đã hoàn thành công việc của chú giao chưa? Bọn chúng vừa xây thêm một hệ thống lô cốt. Đây là con đường lộ cắt ngang. Còn đây là một cụm lô cốt có lính canh. Có hai xe chở lính về nữa. Buổi sáng ở đây đẹp quá. Ngoài đất đỏ đâu có cảnh này. Chị Chí bắt đầu mê chứng khu rồi đó. Không biết có chuyện gì xảy ra mà chú Tám và mấy ảnh hai ba bữa nay không thấy về. Coi chị Té. Từ từ thôi. Chú Tám là tình nặng lắm đó. Anh nhanh lên đi. Đỡ 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 lên. Từ từ mới nghe. Đá trơn lắm đó. Chị nhanh lên. Tỉnh đi chú Tám. Chú Tám. Chú Tám. Chú tỉnh rồi hả? Hồng đó. Đi tìm Sáu cho chú. Sáu ơi Sáu. Sáu ơi, chú Tám cần gặp Sáu đó. Chuyện gì vậy chị? Chú Tám bị thương rồi Sáu à. Chú bị thương có nặng không? Chú Tám đột nhập vô vùng đất đỏ, bị tụi nó phát hiện, bắn bị thương. Chú mê man tới bây giờ mới tỉnh. Sáu, chú Tám cần gặp riêng Sáu. Trời ơi, chú Tám, chú có sao không? Không sao. Chú muốn giao cho Sáu một nhiệm vụ quan trọng. Cai tổng tầm sắp mở một buổi tiệc và có mời một số quan chức ở trên tỉnh về dự để lấy thêm lính về đất đỏ. Chú cho Sáu về đất đỏ để Sáu đánh rừng này. Cháu làm sao vô được nhà cai tổng tầm? Sáu có quen với thím Bảy. Mỗi lần nhà cai tổng có tiệc tùng thì thím đều tới nấu ăn. Sáu sẽ xin phụ việc cho thím để lọt vô nhà cai tổng. Các chú vô không được, nhưng Sáu vô được mà. Chú cứ tin ở Sáu. Lát nữa Sáu về đất đỏ, anh Năm có gửi tiền cho Sáu để mua cho chị sắp giải bông. Đừng mua Sáu à, chị không nhận áo của anh Năm em đâu. Anh Năm có vẻ nôn nóng lắm rồi. Có khi anh ấy tổ chức đám cưới ngay trong rừng đó. Chị không chịu đâu. Chừng nào độc lập về đất đỏ mới tính tới chuyện đó. Chị mà mặc áo cô dâu thì đẹp lắm ha. Áo cô dâu ai mặc mà chẳng đẹp. Sáu mặc áo cô dâu cũng đẹp thôi. Em không mặc áo cô dâu đâu. Chị nhìn kìa, đẹp quá. Về đất đỏ Sáu ra chờ ăn dùm chị chén chè nghe. Một bữa nay đông khách lắm sao mà thấy phải mua nhiều đồ ăn với vậy? Trời ơi, toàn mấy ông bự trên tỉnh với mấy ông quan Tây không hà. Mấy người lẹ tay lên đi, khách khứa đến đông đủ hết rồi. Chào bà. Con nhỏ này hình như là tao gặp mày ở đâu rồi. Dạ, chắc bà gặp con ngoài chợ. À, thôi tao nhớ rồi. Mày là con thằng cha xe ngựa Năm Hợi. Tao đi xe đó mấy lần rồi. Nghe nói cha mày dọn nhà theo Việt Minh phải không?
Dạ, ba con dọn nhà về bên ngoài ở ngoài cấp, còn con thì đi ở trên Sài Gòn. Bữa nay con theo phụ thím Bảy. Vậy hả? Mày coi chừng á, bữa nay mấy ông lớn ta tỉnh về, đó là mấy con mồi với Việt Minh ấy. Mày đừng có làm ta. Ôi cà đàm. Bộ ta không biết sao, lính gác vàng trong vàng ngoài, làm sao nó vô được. Ê, cha đi thuốc đi. Thưa quý vị đại diện cho nhà nước Pháp Quốc, thưa ông đồng trưởng, thưa các cụ ông, thưa các cụ bà và các bạn, thưa các vị thân hữu có mặt hôm nay, đi chỗ khác. Chỗ này là chỗ mà chăn bò hả? Hôm nay nhân ngày giỗ tổ, tôi mời các vị đến đây để chung vui, cũng để ăn mừng chiến thắng của quân đội Pháp đã tiêu diệt Việt Minh trên vùng đất đỏ. Xin mời quý vị nâng ly. Dạ. Ăn đi chị. Dạ. Dạ xin mời. Cảm ơn ông bà. Dạ. 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 Mấy món thì cũng mấy à, cứ để chúng tôi tự nhiên được rồi. Lo nha. Dạ xin mời. Rồi. Ủa sao? Con đi đâu từ nãy đến giờ? Dạ, con đi ra ngoài một chút hả? Hồi sáng đến giờ con cứ lơ lơ là như người mất hồn vậy. Bộ con bệnh hả? Dạ, dạ không. Thôi, con lo lên nhà dọn bàn đi. Sáu chạy đi, tôi chặn nó lại cho.
ba đi đi. Để tụi nó lại cho tôi. Đi đi. Mày không thoát khỏi tay tao đâu. Chị, em nín đi, nín đi. Tụi mình đi trả thù cho Sáu mà. Em thương Sáu. Mọi việc tôi đã sắp đặt xong. Võ Thị Sáu sẽ được đem ra xét xử với một trọng tội. Ông tỉnh trưởng tính lại coi, giết một con nhỏ như vậy có ảnh hưởng gì xấu đối với đám dân chúng không? Ngược lại, cái chết của con nhỏ Việt Minh này sẽ chặn đứng hoạt động của Việt Minh hiện nay ở đất đỏ. Lúc này tụi Việt Minh ở đất đỏ uy hiếp chúng tôi dữ quá. Tôi hy vọng cách giải quyết của ông là đúng. Chào ông. Bà Trưng quê ở Phong Châu. Châu Phong, sao em lại nói là Phong Châu? Giận người tham bạo, thù chồng chẳng quên. Sao? Mai này tụi nó đem Sáu ra xử, sao phải nhớ bài học thuộc lòng này?
Nhân danh nước Cộng hòa Pháp, chánh án tòa sơ thẩm đại hình tuyên xử phạm nhân Võ Thị Sáu đã phạm tội phá rối an ninh, chống lại chính quyền nhà nước Pháp và có hành vi bạo động chống lại quân đội Liên Hiệp Pháp, gây thiệt mạng cho một quân nhân người Pháp và một số nhân viên công lực người Việt. Tòa tuyên xử án tử hình. Tôi trở về đây còn là vì bao nhiêu đồng chí mà tôi đã có liên lạc trong thời gian hoạt động cơ sở dưới cái vỏ bọc làm bồi cho xếp sở cò. Những người nằm đây có biết bao nhiêu anh hùng, nhưng riêng cái chết trẻ của cô Sáu đã gây cho tôi một ấn tượng không thể nào quên. Cô Sáu, hồi đó tôi là đội trưởng đội hành quyết, đã ra lệnh bắn cô Sáu. Hôm nay trở lại đây, xin cô Sáu tha tội cho tôi. Thuở nhỏ tôi sống với cha tôi ở đảo tù, hằng ngày tôi chứng kiến những sự hành hạ đọa đày của kẻ thù, cũng như sức chịu đựng kiên cường của tù nhân. Trong thời gian du học tôi đã xa xứ lâu ngày, nhưng dù có đi đến đâu tôi vẫn luôn nhớ về đảo, về một góc trời quê hương trên biển Đông. Ở nơi đó có những người tù và có cả cha tôi nữa. Họ đã dạy cho tôi những bài học đầu tiên về cuộc đời. Có một câu chuyện về những tấm bia mộ của cô Sáu.
Thằng nào dám? Tao nhắc lại, thằng nào dám đập mộ bia Võ Thị Sáu sẽ được trọng thưởng. Thằng nào dám sẽ có thưởng. Trình Thị Quý, tụi bay nghe đây, tao là thằng Nghị, tao đã từng giữ trật tự nhà tù Phú Lợi, giết cộng tao không sợ, tao sợ gì Mai Diệp Minh? Coi đây, anh đúng là người hùng quốc gia. Tôi sẽ ở lại đây coi thử thằng nào con nào dám dựng lại bia cho bà. Cả cuộc đời tôi luôn thấy sự xuất hiện linh thiêng của cô Sáu. Có thể là do sự tưởng tượng khi tâm lý bị một sự kích động quá mạnh, cũng có thể là một cái gì thuộc về tâm linh. Cuộc sống của tôi bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ. Đó là ngày 22 tháng Giêng năm 1952. Võ Thị Sáu đã có mặt trong căn phòng giam này. Thật là vô lý, em không hiểu tại sao người ta lại muốn giết một em bé như vậy. Em không hiểu. Nào, ta nên bàn cãi ở nhà. Sur cette question, il faut être raisonnable. Em phải nên biết điều một chút. Cô gái đó đã ném lựu đạn vào những người lính Pháp. Nhưng lính Pháp đã làm gì chứ? Đây là chiến tranh mà. Khi một cô gái trẻ như vậy nổi lên chống lại quân diễn chinh Pháp thì không còn gì là chiến tranh nữa. Không còn là chiến tranh nữa. Fini la guerre. Tụi nó đưa Võ Thị Sáu ra đảo, ngày mai chúng sẽ hành hình. Ủa, Võ Thị Sáu là ai vậy? Tôi mới đọc được nhật trình, là cô gái 16 tuổi ném lựu đạn vào bọn thực dân Pháp
Tòa mới xử. Bữa nay chúng ta phát động đấu tranh. Chứ mày định đi đâu? Ba. Con. Ba ơi, bộ có gì vui mà mấy chú ca hát dữ vậy? Có gì đâu. Con thuộc rồi đó. Để con ca ba nghe. Ừ. Bao chiến sĩ anh hùng lạnh lùng dung gương ra xa trường, quân xung phong lá. Bà chủ sẽ còn 16. Liên đoàn tù nhân gửi lời thăm cô Sáu, khuyên cô Sáu giữ vững tinh thần. Chú nói giùm với các bác và các anh là ở Chí Hòa Sáu đã được dạy dỗ. Tôi làm việc đã lâu năm, tôi đã chứng kiến nhiều cuộc hành hình. Nhưng mà cô Sáu còn trẻ quá. Bọn Tây ở chỗ Sáu ác lắm, sao chịu không nổi. Cô Sáu ăn đi. Bà chủ Sơ Cò là một người có lòng nhân đạo. Sao không muốn ăn? Làm thế nào để được ra ngoài một lát, để nhìn trời, nhìn đất? Từ ngày mai sao không còn được nhìn thấy gì nữa chú ạ? Tôi sẽ nói với bà chủ Sở Cò, có thể bà ấy sẽ giúp cho. Chú. Chú còn nhiều chuyện phải làm. Chuyện của Sáu kể như xong rồi. Mẹ ơi, làm gì đó? Em chôn con chim, nó bị con mèo cắn. Đến giờ phải vào rồi cô Sáu. Không, chị Sáu phải ở chờ với em. Cô Sáu không ở được đâu. Cô Sáu phải vô. Em ngoan quá, chị phải vô đi. Ba, sao ba không để chị Sáu đi chơi giúp con? Không được đâu con. Chị Sáu ơi, chị Sáu ơi, chị Sáu, chị Sáu vô tù rồi. Thank you.
Tôi không muốn chết một mình. Hãy mở miếng vải bịt mắt tôi ra. Lên! Đất đỏ càng đậm đà quê.